Bạn học Cõi Âm là bộ phim đề cập về vấn nạn bạo lực học đường chưa bao giờ hết nhức nhối trên toàn thế giới. Một thông điệp rất tốt được khai thác trên màn ảnh. Thế nhưng, sự non tay của biên kịch đã khiến cho bộ phim này trở nên khá nhạt và không chinh phục được khán giả người xem. Trong thời điểm hiện tại có rất nhiều bộ phim điện ảnh được công chiếu trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Bạn học Cõi Âm đã gần như chắc suất trong top những bộ phim kém nhất ở thời điểm này. Đây là bộ phim được lấy cảm hứng từ một cuốn tiểu thuyết đến từ xứ sở Kim Chi và cũng được sản xuất bởi một hãng phim nổi tiếng của Hàn Quốc. Phim kể về Alex, một học sinh vừa chuyển đến học tập tại một ngôi trường mới. Trở thành học sinh năm nhất tại trường đồng nghĩa với việc Alex sẽ phải tuân theo quy luật trở thành nô lệ của các anh chị khóa trên. Cho đến khi bước sang năm thứ hai thì mới có thể thoát khỏi thân phận của một người nô lệ. Nô lệ của học sinh khóa trên không chỉ là phải làm bài tập giúp mà còn không được dùng nhà chung vệ sinh, không được thuê sách vở trong thư viện, cùng với hàng loạt quy tắc vô lý được đặt ra để ăn hiếp một học sinh năm nhất. Những quy tắc quá mức vô lý, song học sinh năm nhất chẳng quen biết ai nên Alex đã buộc phải phục tùng anh chị khóa trên. Trong lúc nhàm chán và mệt mỏi nhất, Alex đã làm quen với một bạn nữ xinh đẹp có tên là Margie. Tình bạn giữa Margie và Alex càng lúc càng trở nên thân thiết, nhưng đó cũng là lúc bắt đầu cho những sự kiện kinh khủng của trường khi hàng loạt cái chết bất thường của học sinh xảy ra. Alex cũng gặp ngày càng nhiều hơn 3 linh hồn đã từng mất mạng ở trong trường. Dường như những linh hồn này đang cố gắng cảnh báo Alex một điều gì đó thật khủng khiếp. Lẽ ra Bạn học Cõi Âm sẽ là một bộ phim hấp dẫn, thế nhưng cách kể chuyện lỏng lẻo và những tình huống trong phim được liên kết với nhau đầy hời hợt đã làm hỏng cả bộ phim này. Nếu như các tình huống lan man trong phim được giảm bớt, tập trung khai thác vào vấn nạn bạo lực học đường cùng với cách mà Margie báo thù cho bạn của mình, thì bộ phim sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Các tình huống kinh dị hù dọa trong phim cũng không đủ sức khiến khán giả phải giật mình. Tạo hình của các hồn ma đơn giản và nó không mang đến cảm giác ghê rợn cho người xem. Vậy nên, dù là những khán giả yếu tim nhất cũng khó bị hù dọa trong bộ phim này. Và thật may là đến phần cuối, Bạn học Cõi Âm còn chuyển sang miêu tả tình cảm bạn bè thân thiết của Alex và Margie. Đồng thời, chính tình bạn đó đã cảm hóa được Margie giúp cô không lún sâu vào tội lỗi. Và đây là phần được mình đánh giá là hấp dẫn nhất. Bạn học Cõi Âm được lấy bối cảnh tại Indonesia. Mình không nắm rõ được mức độ nổi tiếng của dàn diễn viên. Vậy nên mình sẽ chỉ đánh giá diễn xuất của dàn diễn viên mà thôi. Đảm nhận vai chính Margie đó là Amanda Rawls, nữ diễn viên mới chỉ 19 tuổi nên rất phù hợp với vai Margie. Diễn xuất của Amanda được đánh giá ở mức độ tạm ổn và vẫn còn nhiều cố gắng hơn trong những phần đoạn thể hiện nội tâm phức tạp của nhân vật này. Còn với Anga Junada đảm nhận vai chính Alex, diễn xuất của anh được đánh giá ở mức khá tốt, dù phần đầu phim diễn xuất vẫn còn hơi gượng nhưng càng về sau thì càng thể hiện tốt cảm xúc của nhân vật này. Phần âm thanh và hình ảnh của bộ phim được dàn dựng và xử lý khá tốt, dù tạo hình của các hồn ma chưa đủ mạnh để hù dọa khán giả, nhưng bù lại, phần âm thanh sẽ hỗ trợ rất nhiều, giúp các tình huống kinh dị trở nên nặng đô hơn. Âm thanh chính là điểm sáng duy nhất giúp cho bộ phim trở nên hấp dẫn hơn. Bạn học Cõi Âm hiện đã được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Bộ phim có thông điệp tốt nhưng kịch bản của bộ phim chưa thuyết phục được khán giả nên chất lượng của bộ phim chỉ được đánh giá ở mức trung bình. Các bạn có thể đến rạp để theo dõi tác phẩm này và đưa ra lời nhận xét bằng cách comment ở ngay phía dưới. Đừng quên subscribe kênh YouTube của rạp chiếu phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại cho những tác phẩm còn lại trong tháng 8. Xin chào.